Hôm nay mình đi lấy cát về xây lò mọi người ơi. Mọi người thông cảm nhé, vì video của mình chưa có hay. Mình chưa có đủ đồ nghề để làm YouTube, mình chỉ làm chơi chơi. Xin mọi người thông cảm. Với lại mình còn nghèo, chưa có kinh nghiệm làm YouTube, xin mọi người ủng hộ like và đăng ký, mình sẽ làm tốt hơn. Với lại gia đình còn nghèo, thời buổi Covid không có đi làm gì nên ở nhà buồn buồn làm YouTube. Có gì làm đó chứ mình cũng không có đầu mình tư. Lấy cát xong rồi giờ về mình xây tiếp cho xong cái lò mọi người ơi. Thời buổi Covid nên không có đi làm kiếm tiền được, nên mình cố gắng xây cái lò để mình chụm củi để tiết kiệm được tiền cho gia đình chút đỉnh. Với hai nữa mình thích chụm lò này, khi mình chiên cá ở ngoài này nó sạch sẽ, mình nấu bánh hay là hầm canh mình ghiêu mình bỏ đó, nó tiện hơn. Nếu bạn nào rảnh ở quê thì hãy xây một cái lò như của mình vậy đó, rất là tiện. Đây là sợ đã lò.
cái lỗ này mình sẽ đắp cái lỗ nấu. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ xem. Xin cảm ơn mọi người. Và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tiếp.